Lần đầu dám ăn con cá nóc nặng 1,7 kg, ăn một lần nhớ một đời luôn, trời là trời. Kiếm cũng gần một tháng trời, con nó giống thịt gà không nha. Tính ra kiếm con cá gần cả tháng trời mới có. Nghe ăn con cá nóc là mọi người sợ đúng không? Nhưng mà tôi mới coi được con cá nóc này làm đúng cách là nó không có độc. Có cái nó hơi nguy hiểm chút xíu. Ông đăng điện, alo em trai ơi, con cá nóc của em nó về tới rồi này, qua lấy đi. Rồi lúc này trong đầu 50-50, bây giờ không lẽ lỡ đặt rồi giờ ta về hàng thì không lấy. Trời, con này mình mua 1 kg đâu đó 300 mấy ngàn mọi người. Còn tôi sống coi gói đàng hoàng bơi cày cày. Lúc đầu chưa biết nghĩ trong đầu con cá nóc thì nó nhỏ xíu. Dặn ta hai con, vừa qua thấy con cá chán dáng mặt mày một con 1,7 kg, rồi quyết định lấy 1 con à. Thấy cũng kỳ mà không sao, cũng đâu biết cách mận, nhờ anh đầu bếp chỗ này ra chỉ sơ sơ chút xíu thôi về mận đại. Nói thiệt tình chứ lúc mà mua con này xách ra khỏi tiệm trong bụng đang còn lo lắng nữa, không biết về mận có đúng cách không, lỡ mà còn sót cái gì đó trong bụng ăn không được là toan luôn. Về tới nhà đương cá lóc cho sen đá lại trời không bộ anh hết thứ anh ăn hay gì đâu, tại mình thấy người ta ăn rồi mình mới dám ăn đó chứ. Lụm đây mọi người, đây là con cá nóc nhím mà mình đạt về được. Thì nãy giờ mình cũng làm cho nó xỉu rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ trụng nước sôi, mình lấy cái kìm này nhổ cái gai nó, rồi mình sẽ đem đi hấp xả ăn nha. Lúc mua hồi nãy là người ta chỉ kêu mình về mình lột da, nhưng mà coi trên mạng thì người ta kêu trần sơ nước sôi rồi nhổ gai nó. Cũng tiếc lớp da cũng nghe là trên mạng trần nước sôi nhổ gai, nhổ trần ai thai khổ nhổ có được đâu. Lấy cái kìm nhổ đinh mà nhổ nó còn không ra nữa. Bây giờ mình hơi bó tay với con này mọi người. Bây giờ mình phải đem đi luộc một cái để coi mình nhổ không ra cái gai này nữa, thì mình sẽ đem đi lột da nó luôn nha. Vẫn chưa chịu đầu hàng đâu nghe. Coi thêm clip trên mạng nữa. Người ta kêu bắt cái chảo lên luộc sơ nó tầm khoảng 3 phút là nhổ cái gai nó rất là dễ. Cũng gác nghe lời luộc sơ tầm 3 phút dở ra. Thôi thì wow, mấy cái gai của con cá nóc nhím này nó sẽ bung lên được vậy mọi người. Nhổ cái gai ra cũng rất là dễ luôn. Nhưng mà trời ơi, CD tính lời cái gai nó quá trời nhiều, nhổ hoài không tới đâu hết. Nhổ một hồi nó lột cái lớp da bên ngoài ra luôn. Từ hồi chiều tới giờ trời ngoài cũng tối luôn. Mà gai thì rất là nhiều. Bây giờ mình quyết định một cái là mình lột da mình ăn cho nó nhanh nha mọi người. Tại vì mình thấy nhổ gai ra rồi thì cái lớp da còn lại cũng có nhiều hết trơn. Thôi nãy ta trụng nước sôi lột da đi cho nó nhanh không? Tiếc. À mà mọi người lưu ý nha, mình nghe nói cái gai của con cá này mà nó xít vô tay một cái là nhức dữ lắm. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không tha. Sau khi lột được lớp da thì con cá còn chút nắng. Gai ở trong nó xiên qua xiên lại chữ T kiểu này nè, kêu nhổ. Tính ra con cá 1,7 kg, lột cái da chắc còn 1 kg á. Do đây cũng là lần đầu ăn, mặc dù cái bộ đầu lòng nhìn rất là ngon luôn, trắng phiếu à. Mà coi tới coi lui, hỏi tới hỏi lui, người nói ăn cái bộ đầu lòng được, người nói ăn không được, người nói mật có độc, người nói mật thì không có độc. Thôi mình quyết định dục hết tất cả mọi thứ, chỉ lấy cái phần thịt nó ăn thôi nha mọi người. Thường là con cá này mình coi người ta sẽ hấp chuối với lại kho sả ăn rất là ngon, nhưng còn riêng mình với sen đá thì muốn ăn nguyên vị nguyên bản đó, để coi cái thịt nó ngọt như người ta nói không. Bữa nay mình sẽ hấp xả con cá này. Ok mọi người, hiện tại thì cũng 15-20 phút rồi, mình sẽ xúc quang con cá này nha. Con cá hồi nãy mua 1,7 kg, nếu mà tính ăn được cái phần thịt không thì chắc 200 gram. Thôi kệ, để coi nó ngon cỡ nào mọi người ăn cùng chung và sen đá nha. Sau một thời gian cực khổ khó khăn mặn con cá này thì cuối cùng cũng hoàn tất cái món hấp xả mọi người. Bây giờ mình sẽ xúc quang và chấm với nước chấm hải sản. Thịt mình thấy ở phần này rất là nhiều nè, thấy không? Còn ở trên đầu là cục xương và cũng có thịt nha mọi người. Mình sẽ đẻ cái này cho sen đá ăn trước. Này giống con cá đầu tiên quá. Mấy con nó giống thịt gà không nha. Đây mời mọi người ăn nha. Rất là thơm luôn, thơm dữ lắm, thơm luôn mọi người. Nhìn đúng miếng gì vậy? Hấp vô. Rồi bây giờ cho sen đá ăn trước nha mọi người. Ăn nha mọi người. Người ta nói là giống thịt gà lắm. Wow. Thịt dễ thắt à. Còn dài xuất sắc vậy, thịt gà rất là ngon luôn mọi người. Mình thấy cái sớ thì cái biểu hiện của thịt thì nó giống thịt cá lau kiến, nhưng mà ăn vô nó dai, nó ngọt, thơm lắm mọi người. Nó sẽ sớ giống thịt gà luôn nha mọi người. Đúng rồi, thơm lắm ha. Xuất sắc, quá ngon. Trước mình ăn cá bồ hòn thì nó cũng giống như thịt gà, nhưng mà con này sẽ giống hơn nha mọi người. 1,7 kg, gần 600 ngàn. Quá ngon. Mày nghe đâu rất là khó bắt, cũng khá là hiếm á. Rồi giờ xúc ban cái đầu nha, nóng nha. Rồi thấy không, nó y gai thịt gà vậy đó, cái sớ thịt của nó thấy không, ngon lắm rồi. Hello.